Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào ôn tập môn văn hóa doanh nghiệp. Thì môn này các anh chị có thể tải đề cương ở trên mạng của trường hoặc là vào website vào địa chỉ của khoa quản trị kinh doanh đó, và cũng có cái đề cương của văn hóa doanh nghiệp. Và trong đề cương thì chúng tôi cũng có nêu hai quyển sách mà các anh chị có thể tham khảo đọc thêm. Tuy nhiên tôi cũng không dám chắc lắm là ở dưới từ hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau có thể tiếp cận được với nguồn sách này. Do đó có thể tôi sẽ liên lạc với từ xa để hỏi thêm về cái cách mà bổ sung tài liệu cho các anh chị. Còn về ôn tập thì chúng tôi sẽ nhấn mạnh những cái điểm chính và những cái ý chính ở trong cái nội dung. Tuy nhiên trong quá trình giảng thì các anh chị chịu khó ghi chép, tại vì nhiều khi cũng chỉ có mỗi cái bộ slide này để các anh chị dựa vào để đi thi thôi. Do cái nguồn tài liệu sách vở nhiều khi làm chưa có thể chuyển xuống cho các anh chị được á, để đọc thêm, nên là có thể sẽ hơi khó khăn cho các anh chị khi thi. Do đó trong phần thi môn này thì tôi dự định sẽ cho các anh chị thi làm hai phần. Một phần là nói về lý thuyết và thực được thi bạn được kiểm tra bằng các câu hỏi trắc nghiệm. Còn phần thứ hai thì sẽ cho các anh chị viết một cái luận ngắn, một cái câu hỏi luận ngắn và nêu về cái hiện trạng của doanh nghiệp các anh chị liên quan đến văn hóa doanh nghiệp. Như vậy thì cũng sẽ giảm tải bớt về mặt lý thuyết cho các anh chị, do là cái vấn đề sách vở nó cũng chưa được thống nhất và cũng chưa có thể cập nhật được. Thì không biết các anh chị có câu hỏi gì hay không. Và các phần thi của các anh chị đều được sử dụng tài liệu. Nếu không hỏi gì thì chúng ta sẽ đi vào nội dung ôn tập. Thì kết cấu đề cương của môn văn hóa doanh nghiệp này sẽ bao gồm là 7 chương. Tuy nhiên trong quá trình ôn tập chúng tôi chỉ ôn tập 6 chương, đó là từ là chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 và chương 7. Còn chương 6 thì các anh chị được giới hạn vì cái vấn đề này nó chỉ thích hợp với các doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn cầu sẽ tiếp cận cái vấn đề về đa văn hóa. Còn mình thì đôi khi là chưa chưa cái quy mô phát triển của doanh nghiệp chưa đạt đến cái mức độ toàn cầu, nên cái ảnh hưởng của đa văn hóa đôi khi mình không có thấy rõ được. Nên chúng tôi sẽ giới hạn cái chương 6 lại. Và như vậy các anh chị sẽ ôn tập chương chương 1, chương 5, từ chương 1 đến chương 5 và thêm chương 7.